tạo công nghệ thông tin NIT ICT Hà Nội. Rất cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trong chuyên mục bài viết về cựu sinh viên của học viện. Sau đây em xin phép được phỏng vấn anh một vài câu hỏi được không ạ? Ok, được thôi. Dạ vâng, đầu tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân và công việc hiện tại của mình ở công ty được không? Anh là tên là Nguyễn Văn Trung, anh sinh năm 94, học khóa 2014-2016 ở tại NIT ICT Hà Nội. Hiện tại thì anh đang công tác tại công ty Starcom, thì anh đang ở vị trí là nhân viên kỹ thuật kiêm luôn là nhân viên phát triển phần mềm. Hiện tại mức lương anh cũng gọi là cũng khá, nếu mà các bạn học viên có tò mò thì anh xin tiết lộ là mức lương anh hiện tại đang khoảng 12 triệu một tháng. Được biết thì trước đây khi theo học tại NIT Hà Nội thì anh đến từ một cơ sở khác, thì không biết là khi đến học tập tại trung tâm thì anh có đối mặt với cảm xúc như thế nào? Thực ra thì mình đến cũng bỡ ngỡ, mới đầu đến thì cũng bỡ ngỡ, và cơ sở bên mình cũng vật chất cũng là tốt hơn hẳn bên cơ sở cũ mình từng học, với cả giáo viên nhiệt tình hơn, dạy gọi là có chất lượng hơn ở bên cơ sở cũ. Thế hiện tại thì để biết là anh đang trực tiếp làm công việc lập trình, vậy anh đánh giá như thế nào về kiến thức học được so với khi mình ứng dụng thực tế ạ? Kiến thức ngày trước mình học ở tại trường thì mình ứng dụng được toàn bộ. Với kiến thức ở trường được dạy thì chỉ cần tập trung vào mà về tập trung nghe các thầy cô giảng và ở nhà tự học bổ túc thêm kiến thức của mình có thể tự tin đi xin việc bất cứ ở công ty nào làm về nghề lập trình. Thì từ những kinh nghiệm của bản thân anh thì anh có thể đưa ra một số bí quyết học tập lập trình để ra trường chúng ta có thể thích ứng với cả doanh nghiệp hiện tại không ạ? Hiện tại thì mình kinh nghiệm bản thân thì mình nên bắt kịp cái hướng xuống công nghệ, với cả cũng nên một số mình nên tự học ở nhà, nhấn mạnh nên tự học ở nhà, thầy cô giảng là một phần, nhưng mà mình cái phần cốt lõi là mình phải tự học ở nhà. Những cái thời gian là sinh viên mình thì nên chịu khó làm những bài tập cái đấy, rồi về những kiến thức mình mà rút ra từ đấy thì rất có ích về sau khi mình đi làm, tại vì đi làm thì sẽ gặp phải những trường hợp y như thế. Được biết thì công ty anh hiện tại đang có nhu cầu khá nhiều về tuyển dụng nhân sự, vậy anh có sẵn sàng làm cầu nối để các bạn học viên tại trung tâm có thể trở thành đồng nghiệp của bạn của anh trong tương lai? Tất nhiên chứ, tại vì ngày xưa mình cũng được một người quen cũ tại trường giới thiệu mà, tại sao mình lại không làm như thế? Nếu các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình sẽ giúp đỡ.